Xin chào bà con và các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Hôm nay mình đi vào vườn của chú Ngô Liên ở trong Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình để mình tìm hiểu về một loại giống cây mắc ca. Cũng đã rất lâu rồi nhưng mà Cao Phong mình bây giờ bắt đầu triển khai về loại giống cây mắc ca này rồng. Chú cũng là người đầu tiên, đi đầu tiên để chú tiên phong chú mua về chú rồng. Hôm nay mình vào vườn mình tìm hiểu về giống mắc ca nó phát triển và cũng như là nó hình thành xem cái sinh lý của cây nó có hợp với cả thổ nhưỡng ở miền Tây Bắc của mình không. Đây là cây mắc ca rồng được 2 năm rồi đây. Đây là chú Ngô Liên chủ vườn đang đứng đằng sau mình kia mọi người kìa. Đấy, chú làm trong quân đội và chú đi thường xuyên đi tập huấn nên là chú mạn cây này thì mạn ở trên Sơn La rồng rất là nhiều rồi mọi người nhé. Nhưng mà Cao Phong mình thì chưa, chú đã đi đầu và chú cầm chú mua giống về chú rồng đây thì mình hôm nay mình vào mình tìm hiểu. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng tham quan vườn của chú cũng xem là cây mắc ca nó phát triển đến mức như thế nào mọi người nhá. Cháu thấy ở trên đấy bảo là cũng phải cắt lọc với chú. Không, tảo tán, tảo tán đấy. Tảo tán thì mấy năm đầu tảo tán thôi, còn sau này thôi, sau này vâng. To tự nhiên vì cây này quạ thôi ở thân cụ cơ. À. Cho nên nó hay được một cái coi như ví dụ như sương muối mà nhỏ ấy, thì mưa xít nhỏ thì coi như nó phải chạy ra, còn cái hoa trong không ảnh hưởng mấy. À dạ vâng. Đấy cho nên người thế của cái mắc ca như thế chứ không phải như hoa bưởi hoa cam mà nó ở trên. À. Nó đầu cành thì coi như hay bị mưa xít, nhưng nếu dạ, cái này vâng. Nó tán mà tán nó tốt thì coi như mưa xít nhỏ thì nó không ảnh hưởng như mấy. À lợi thế của nó. À có nghĩa là lợi thế của nó là là ít mưa thì là ít sẽ mưa được mà sẽ thành công nhà vì à. Nó nằm hoa quả nằm trong cành. Dạ vâng. Nằm trong gốc cây. Vâng. Nằm thân cụ chứ không phải nằm ngọn đá. Vâng. Thế phân do thì cho ăn nó có khó khăn phân do thì không chú? Chăm nó đơn giản mà nó tốt. À. Đất này cây này nó nhất khỏe. Dạ vâng. Đấy, cho nên không sở chăm bón mấy, không vâng. Sâu mấy không vậy gì hết. Vâng. Còn nói chung cây nào cũng có bệnh nhưng nó hạn chế bệnh hơn. Vâng. Cây này thế... thọ nó được khoảng 80 năm, 60 năm đến 100 năm. Thế cái đầu tiêu thụ thì là thì có công ty tiêu thụ. Có công ty. Thì người ta bỏ tiền ra người ta không chưa thu lại gốc mà khi nào có thu hoạch quả thì người ta vì thu hoạch thì người ta biết trừ dần mà. Vâng. Trừ khi nào mình hết tiền thì người ta trả cái bìa 50 năm cho mình thôi. Dạ. Thế là có nghĩa là mình rồng ra là đầu bao tiêu là đã có công ty có công ty bao tiêu tập đoàn Mắc Ca sẽ đứng tập đoàn Mắc Ca là sẽ hứa vâng. bao tiêu luôn cho bao mình bao tiêu so với giá của thằng Úc ấy giá của quốc tế ở quận nước Úc nhưng mà giá như bây giờ thì nó bao nhiêu một cân chú như năm ngoái là 85.000 tại vườn luôn đấy tại vườn 85.000 một cân tại vườn cao nhỉ chú nhỉ đến bây giờ nó tính như thằng Úc bán 100.000 thì mình 85.000 ấy giá của thằng Úc ngân hàng bỏ tiền mua hết bao tiêu hết sản phẩm thế đúng thì mình cây, quá tự tin đúng đấy. Là cây triệu đô thật đấy cho nên là mảnh giàn tôi còn làm vườn ương trên kia cả thế là không sợ đúng không nhưng chú nhưng năm này tôi vườn ương đây này à chú cũng làm vườn ương rồi à tôi đang còn thế là chú nhân chờ hạt đến mùa hạt này tôi mua về tôi với ấy còn tôi đã... hạt mắc ca chú hạt mắc ca này ương hạt mắc ca thế là cây mắc ca này chỉ ghép lên gốc đúng không chú hay cây là rồng bằng hạt đâu hay là mình phải ghép trồng hạt thì cây thực sinh thì nó đâu có quả. À. Và nó hay bị biến đổi em nhưng nếu trong cái ghép thì mình chọn những cây nào nhiều quả này cây đầu dòng ấy vâng. Như cái bọn tập đoàn Mắc Ca bảo mình chọn cái giống cây nào nhiều quả hợp với khí hậu mình thì mình đeo về mình cái giống nhân giống à. Cái mắt đấy về có nghĩa là chỉ lên dòng bằng cái cây ghép thôi chứ cây không lên dòng không, bằng dòng cây thủy sinh thủy là sinh. Mình cấy bằng hạt đúng không chú không cấy bằng hạt thì nó heo quả. Thế thì đợt này cháu thử xin chú một cành về cháu ghép lên cây đấy, nhãn cho thoải mái thôi. Vâng. Ghép vào cây nhãn khi vận hành. Thế thì hợp lý đấy chú nhỉ. Đấy, rồng có cả công ty tất cả bao tiêu cho mình thì tội công gì. Công ty tập ngân nhưng cây giống thì chú mua bây giờ là hiện tại giờ đang bao nhiêu một cây chú? Phải 75.000 một cây. 75.000 một cây ạ. Hôm qua cái ông ngoài phường trang trụ cái ông công ty cây giống ở ngoài Hòa Bình ông bảo ngoài ta người ta ương một ít người ta bán 80.000 một cây. 80.000 một cây. Nhưng mà công ty đây mua từ miền Nam chợ giá 75.000 một cây. Vâng. Miền Nam trở ra đến đây là coi cước phí là tính vào hết là đều 75.000 một cây. Tôi một năm kia tôi mua đây cũng coi như cũng 75.000 một cây. Vâng. Nhưng mà theo tôi thì trồng mắc ca vì sau này tôi trồng hết tôi ương xong rồi tôi trồng hết vào vườn bưởi này vườn bưởi tôi còn thu hoạch được. Vâng. Tôi trồng mắc ca xong 4 năm sau rồi tôi bắt đầu phá bưởi đi. Vâng. Tôi ăn mắc ca vì mắc ca nhất dễ trồng bưởi bây giờ nó 2 năm này thì quả nhất ít là vì bị mưa xít nhiều. Vâng. Nhưng mà mắc ca thì tôi tin là không bị mưa xít mấy. Vâng. Vì con cái vì
khi mắc ca nó tốt rồi thì coi như hoa nó nằm bên dưới như kiểu hoa dục vừng ấy. Vâng. Thì nó không bao giờ ảnh hưởng mấy về axit. Vâng. Axit nó mương trên thì nó em khuyên giáo Huy vâng. nên trồng, nếu có đất thì nên trồng. Vâng. Trồng coi như sau này nó thu hoạch lâu dài. Vâng. Thì nó thu hoạch được 60 năm, 80 năm ở đất này thì 80 năm bình thường. Vâng. Đấy. Nhưng mà mình bây giờ cứ nếu mà vừa cam thì cây nào chết được mình xen kẽ vào dựa vườn cam thôi, thì sau này nó chỉ chậm phát triển mấy năm đầu thôi. Vâng. Nhưng mà khi mình chặt cam đi ngay là coi như cây nó phát triển ngay. Vâng. Thu hoạch ngay. Vâng. Coi như tôi bây giờ coi như thích ăn mà tôi chặt bưởi đi là coi như vâng. 2 năm bưởi là bắt đầu tôi chặt bưởi đi. Vâng. Cây này bắt đầu có quả luôn. Vâng, đúng rồi, xen vào xong là đến lúc thu quả bắt đầu chú chặt cây bưởi đi. Đến ngày nó có cây to cái tôi chặt bưởi đi thôi. Vâng. Cảm ơn chú. Như cây này nhất đẹp, nói thế. Như cây này, cháu nghĩ là chú lên cắt cành này, đúng không? Bây giờ là vẫn phải cắt này nhiều, chú này. Không cắt nhiều. Không cắt nhiều ạ? Không phải cắt nhiều, vì mình tán cây này tán tương đối đẹp rồi. À, thế ạ. Vì đây sau này một chùm, một cây cành này nó mọc bao nhiêu cây nữa. Vâng. Sau này tán rất nhiều. Vâng, vâng. Không nhận chú nhờ, lá nó cứng nhờ. Nó không sâu bệnh đấy. Vâng, như này đúng là con bọ cứng cánh thì chẳng ăn được. Đây là mình chia sẻ với bà con và các bạn ở vùng miền Tây Bắc mình, vùng khí hậu miền Bắc mình là dồng được hợp lý. Thì bà con các bạn có những mảnh đất nào mà để trúng hoặc là những mảnh đất bà con muốn chuyển cây trồng thì đây là một cái mô hình để bà con cùng tham khảo để xen kẽ bà con nhé. Khâu bao tiêu thì mình sẽ để số điện thoại, nếu như mọi người dồng cây giống hoặc là sau này dồng có thu quả thì sẽ tìm đến chú Ngô Liên đây để cùng bao tiêu, không sợ mọi người nhé. Kể cả cây giống mọi người, nếu như mọi người muốn chuyển đổi theo của mình thì mọi người cứ liên hệ, mình sẽ cung cấp cây giống đến cho mọi người. Trên đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bà con và các bạn về cái mô hình trồng mắc ca mới. Cũng không mới mọi người, nó cũng phát triển lâu rồi nhưng mà tùy thuộc vào từng vùng và từng khí hậu ở nơi để mình dồng thì như vùng mình đây là dồng được. Đây này có một quả này nhưng mà đây nó thân gỗ này, sau này mọc quả toàn những ngày thận trong này hết. Vâng. Hoa ra trong này. Vâng. Thì coi như nó có mưa phùn nó xít thì nó đỡ hạn chế hơn. À vâng. Vâng. Hay của nó. À nó lại ra trong thân gỗ vậy. Trong thân này. Chứ vâng. Nó ra từng chùm này chúng nhỉ. Chùm. Vâng. Chùm như của chùm dâu da có chùm khoảng gần một cân năm mẻ một. À thế ạ. Thế thì năng suất của cây này nó có năng suất không chú? Năng suất thì người ta bảo cây đượm được hơn một tạ cây trăm chục cân cây, nhưng bây giờ cây nhỏ thì mình chưa nói được, nhưng 7-8 năm sau thì nó cây trăm chục cân một cây, nếu mà giá tạ một cây đúng không ạ? Tạ một cây là bình thường. Vâng. Nếu một cây to. Vâng. Cây khoảng tầm 10-15 năm thì coi như có vâng. thể cây một tạ. À, mình chia sẻ mô hình mới này cho mọi người bà con hoặc các bạn cùng tham khảo. Bà con có gì cứ liên hệ với mình. Đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc bà con và các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại bà con trong những video sau. Xin chào bà con và các bạn nhé.